Chetston. Xin chào anh em. Và hiện tại là mình đang ở Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Chiều nay thì mình có sự kiện của Cool Siêu Phàm tại BC Đà Nẵng nha anh em. Nhưng mà mình đã có mặt tại đây cũng khá sớm. Lần gần đây nhất mình ghé vào Đà Nẵng thì cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Thì đợt đó ra chỉ ra biểu diễn xong về liền luôn, không có ghé chơi gì ở đây cả. Thì đợt này mình sẽ ghé lâu hơn. Thời tiết ở Đà Nẵng thì cũng khá là mát dịu, có tí mưa lâm râm như thế này. Đây, cô chút mưa, trời khá là sương mù, cũng lạnh. Lạnh quá thì không biết làm gì, thì chắc lấy banh ra giật vài đường ở trên Cầu Rồng chơi vui cũng được nữa không? Ok, mình sẽ tân banh một vòng từ bên này cầu qua bên kia cầu, từ đầu rồng qua tới đuôi rồng nha, để làm nóng rồi chuẩn bị cho chương trình chiều nay. Mọi người cùng xem nha. Thì clip tân bóng qua Cầu Rồng nó cũng khá là dài, từ 10 đến 12 phút lận. Thì mình sẽ không up trong video clip này, nhưng mà mọi người hãy like, hãy xem thật nhiều, hãy share clip này để mình có động lực mình sẽ up video clip tân bóng qua Cầu Rồng trong tương lai nha. Giờ thì tiếp tục hành trình tại Đà Nẵng nè. Rồi, hiện tại là mình đang ở nhà thờ chính tòa thành phố Đà Nẵng ha. Và mình sẽ biểu diễn 3 skill ATV kép, 2 ball và chest stone. Yeah. Thì để làm động tác ATV kép, đầu tiên phải làm được động tác foot stone như thế này ha. Rồi, foot stone. Thứ hai là chúng ta sẽ hất bóng lên và vòng chân qua bóng. Rồi để bóng chạm đất một cái rồi tân tiếp. Nha. Yeah. Đấy. Bước 3 chúng ta sẽ thảy qua bóng chạm đất một cái rồi tân bóng vòng qua. Một điểm lưu ý là khi làm động tác này chúng ta có thể tập từ lúc giữ bóng futsal và vuốt qua, có thể má trong mà má ngoài và tân tiếp. Rồi sau đó hẳn tập động tác tân bóng vòng qua. Yeah. Rồi cuối cùng là sẽ tân bóng và thực hiện nó. Như các bạn tập, các bạn chỉ cần làm một cái thôi. Nha. Yeah. Động tác thứ hai đó là động tác 2 ball. Để làm quen với động tác 2 ball thì chúng ta sẽ làm quen với cảm giác giống như là Rabona vậy. Bóng rớt bên đây, đặt chân qua, bước qua. Ha. Nè, bóng rớt đây, đặt chân bước qua. Rồi. Bước qua. Nha. Rồi, giờ thì cho thảy cho bóng rớt xuống đất. Rồi, làm nhưng mà chân không chạm bóng. Nha. Từng.
Thứ ba, chúng ta sẽ thả bóng lên và thực hiện động tác bóng sẽ trúng ngay phần ngón chân thuận, nảy lên. Và giờ thì chúng ta sẽ vừa tân bóng vừa làm. Động tác thứ ba đó là động tác chest stone, giữ bóng bằng ngực. Thì để làm động tác này, đầu tiên chúng ta chỉ cần nhảy người ra sau, đẩy trụ ở phía trước, ngửa người ra sau, đồng thời gồng hai tay vào, đặt bóng lên, giữ thăng bằng như thế này. Đó. Đây, đặt lên, giữ. Ok. Thứ hai, chúng ta sẽ cầm bóng như thế này và thảy lên, đồng thời giữ bóng lại. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ giữ bóng từ foot zone, hất lên và giữ. Ok, đó là ba động tác freestyle mà Cristiano Ronaldo rất thường hay làm trên sân tập. Ok, và mình sẽ làm những động tác này trong màn biểu diễn của chương trình Cool BC ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng nha. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức màn biểu diễn của mình. Let's go. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự, sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Yêu mến hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến công vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào? Sau đây là chương trình khuyến mãi của sữa Cool. Thì chúng ta sẽ sưu tập những thẻ Cool như thế này trong các lốc sữa Cool để đổi lấy những phần quà hấp dẫn. Thì cứ 24 thẻ Cool như thế này, chúng ta sẽ nhận được một áo thun dạ quang. Và nếu 36 thẻ Cool như thế này, chúng ta sẽ nhận được một áo hoodie dạ quang. Và nếu mà săn được thẻ đồng hồ thì sẽ đổi lấy được một đồng hồ thông minh. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021. Mọi người cùng săn thẻ Cool để đổi lấy những phần quà hấp dẫn nha. Bây giờ ra sân banh mình kiếm kèo, mình không có hẹn trước ai á, mình ra đây mình thấy có người đá banh tại Đà Nẵng. Chắc vô xin tí mồ hôi. Cố gắng bước ta lên hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa. Chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Và thắng sẽ mang về chiến công vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào? Ai? Từng bánh lên nữa đi cho bao nhiêu đam mê có cùng.
Yeah, vậy là hành trình của mình tại thành phố Đà Nẵng đã kết thúc. Hy vọng là qua video clip lần này là những hành trình của mình tại thành phố Đà Nẵng thì cũng đã đem đến cho các bạn, các anh em những cái bài tập thật là tốt để mọi người có thể tập luyện và rèn luyện sức khỏe. Qua đây cũng cảm ơn nhãn hàng Cool đã giúp cho Thi có cơ hội gặp gỡ mọi người ở thành phố Đà Nẵng. Hy vọng là sẽ còn nhiều chuyến đi khác vui hơn, thú vị hơn nữa. Thông qua video clip này thì cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy cố gắng tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao để có một sức khỏe thật tốt. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe để mình có cái động lực để làm những các video clip khác nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.